cái này mình xử lý qua cho cái chớ nó đi ra trước để cái nồi nước mình nó trong. Cái mục đích cũng là của xà với đồ tặng á, thử mùi luộc ra nó rất là thơm. À, cái màu đỏ đỏ là từ cái màu ớt ra chị ha. Ồ, cái nồi nước dùng đúng chất lượng luôn. À, chị các bạn thân mến, bây giờ chắc 3 giờ sáng ở Sài Gòn mọi người ơi. Hiện tại mình có mặt ở địa chỉ đó mọi người. Đây kìa. 284/7 đường 26 tháng 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân nha. Mình trong buổi sớm hôm nay thì sớm á. Mình chia sẻ cho mọi người về món bún bò. Và hỏi mọi người bây giờ thì chủ quán đang chuẩn bị á, mình vào mình chia sẻ cho mọi người vài công đoạn cho chị các bạn mình cùng xem. Các bạn thấy như thế nào? Mình tiện đường thì mình ghé qua mình thử thức thử coi ra sao nha. Đó, quán rộng rãi, cách đường 28 tháng 4 là khoảng tầm 10 mét mọi người, ở phía trước nè. Đây, 28 tháng 4 nè. Rồi, bây giờ là mình đã vào bên trong khu bếp rồi. Anh chủ nè mọi người ha. Hiện tại anh chủ đang xì dưới xương. Dạ. Cái xương này là mình chuẩn bị mình đã trải qua công đoạn gì rồi anh chủ ha? Dạ, cái này là trước tiên mình ngâm qua nước muối. Dạ. Nước qua nước muối để là các cái chất dơ, các cái tiết còn thừa dạ. Thì nó để nó diệt khuẩn bớt. Anh này chắc ngâm lâu rồi đúng không? Dạ, cái này ngâm ít nhất phải từ nửa tiếng. Trời, về sớm quá. Cái này là mình xương gì vậy anh chủ ha? Dạ, cái này là xương ống bò. Xương ống? Dạ, xương ống để bò. mình bán xương xíu quách hay là mình hầm để lấy nước anh? À dạ không ạ, cái này mình chỉ hầm lấy nước rồi mình bò thôi ạ. Dạ rồi, ok. Hầm lấy nước thôi mà một thao xương bự luôn ha. Ở dưới đây là giò heo anh ha. Giò heo này mình cũng ngâm muối luôn ha? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Ngâm muối xử lý qua. Cái thịt đó là thịt gì vậy anh? Dạ, cái này là nạm cổ bò. Nạm cổ bò ha? Dạ đúng rồi anh. Đây là nạm cổ. Dạ, cái màn nó nhìn đẹp ha. Coi có nạm cổ bò, rìa cổ bò. Dạ. Dạ. Dạ, nạm cổ bò thì nó dày thịt hơn. Dạ. Ồ, cái xương này anh thấy hầm lâu nữa mình lấy nước giọt đúng không anh? Dạ đúng rồi. Thì tuy mỗi quán có một cái đặc thù. Dạ. Quán bên em á thì xương này đặc thù xương bò á, nó ra rất là lâu. Thì bên em sẽ hầm trong một ngày. Bây giờ mình vệ sinh, mình hầm tới tới ngày mai. Dạ đúng rồi. Mình hầm khoảng 20 tiếng rồi mình ủ nóng đến 4 tiếng. Dạ, ủ nóng là mình tắt cái bếp luôn mà. Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Cái này mình là cái bắp ha. Dạ đúng rồi. Cái này bắp bò. Bắp bò. Dạ. Cái bắp nhìn nó cuộn cuộn là nhìn đẹp quá ha. Dạ, cái này thì mình bỏ thêm cái cách. Cái này là nạm vừa bắp. Nạm bắp. Cái thịt này mình có cần phải luộc một chút một ngày giống như xương không anh? Dạ, cái này là mấy công đoạn sơ thôi, mình phải xử lý qua lại một lần nữa. Dạ. Để cái tía, các cái chất dơ nó đi ra hết. Rồi khi đó mình luộc cái lần nước á, thì cái nước dùng của mình á, nó mới trong. Dạ. Để tránh cái trường hợp nó sẽ bị đục cái nồi nước. Dạ, cái này là gừng. Cái này là gừng. Gừng ha. Dạ. Cái này gọi là gừng lóc. Dạ. Dạ. Cái phần gừng lóc này thì thường á, thì có thể là phần trống á, làm tái. Nhưng mà cái này là mình làm gừng lóc là mình làm gừng. Đây mình có xương sườn nha ha. À dạ đúng rồi, cái này là sườn bò để mình hầm thêm. Dạ. Mình, cái này là mình bán xương xíu quách. Bán xương. Còn dạ. Cái xương ống kia là mình bỏ. Dạ đúng rồi. Nước ngọt ha. Dạ đúng rồi. Xương ống đó thì mình chỉ hầm lấy ngọt thôi. Xong mình bỏ. Dạ, cái
cái này là gân y và gân gối. Gân y và gân gối. Dạ. Gối thì nó cứng hơn. Cứng hơn. Dạ, hầm lâu hơn. À. Gân y thì nó mềm hơn. Hầm 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 thời gian ngắn hơn. Dạ. Dạ. Rồi, cái thao vệ sinh xong, bây giờ chuẩn bị mình hầm anh ha. Dạ, cái này là mình xử lý qua thôi. À, xử lý thôi à, dạ, chứ chưa có hầm nữa. Dạ, đúng rồi. Cái này, ở đây mình sẽ hầm bằng than. À. Cái này mình xử lý qua cho cái chả thịt dơ nó đi ra trước. À. Để cái nồi nước mình nó trong, dạ, không bị đục. Rồi, để đưa nước muối mà còn phải xử lý qua một nước. À, dạ, đúng rồi ạ. Đây, mình để cái mùi bò á, dạ, nó không có ác, với lại là... Đấy, cái mùi quá nồng, với lại là để cho sạch cái nước, trong cái nước á, mình phải xử lý kỳ qua cái đoạn giai đoạn này. Dưới có một lớp xả dưới ha. Dạ đúng rồi. Anh chủ rất là người Huế đó anh. À dạ, em người Huế, vợ chung em là người Huế. Dạ. Hay chồng mãi gì sớm ha. Dạ, thì công việc con ăn thì nó yêu cầu mọi người phải dậy sớm. Dạ. Anh chủ mình tên gì anh ha? Dạ, anh tên Quý ạ. Anh Quý, dạ. Rồi, cảm ơn anh Quý. Xương là để dưới, thịt để trên. Dạ, cái độ nóng nó khác nhau. À, dạ. Dạ. À, cái chai đó là chai gì anh chủ? Dạ, cái này là rượu. Ừ. Cái này là rượu trắng. Rượu trắng hả? Dạ. Cái mục đích cũng của xã với rượu trắng á, cũng là khử mùi. Dạ. Sau này cái thịt mình luộc ra nó rất là thơm. Thường là mình, của mình ấy thì mình sẽ làm khoảng 2 chum. Nó khử mùi và nó tạo cái mùi thơm nữa ha. Dạ đúng rồi. Để cho nước nóng sôi lên, sủi bọt. Dạ. Là sau mình sẽ vớt xương, vớt thịt đi rửa lại. Rửa lại lại một lần nữa. À. Dạ. Dạ rồi, ok. Dạ giờ khi nào mà nó có ly tí bọt lên. Dạ. Là khi nào mình được là mình phải vớt. Rồi, giờ mình tắt lửa ha. Mình tắt sẽ mình vớt ra, xử lý tiếp. Dạ. Mình cái này nó hơi nặng. Dạ. Giò nó hơi nặng. Cái này mình chỉ bán buổi sáng thôi anh Quý. Dạ đúng rồi. Chồng dạ. Em chỉ bán buổi sáng thôi. À, trời nặng đấy nha. Dạ. Hay nặng công việc. Rồi mình sẽ bỏ cái nước này đi ha. Dạ đúng rồi, cái nước này mình sẽ bỏ đi. Rồi mình rửa qua lại. Rồi tiếp tục mình rửa cái nữa. Dạ bốc khói lên nè mọi người. Giờ chắc cũng còn nóng lắm anh ha. Dạ đúng rồi. À, cái thịt tính nó săn săn lại. Dạ đúng rồi. Ừ, để cho nó bỏ cái tiết đi ha. Bỏ cái tiết đi. À, kỹ quá. Rồi, bây giờ là mình sẽ cho vào cái nồi này mình hầm. À, cái xương ống là sẽ nằm ở lớp cuối cùng ha. Dạ đúng rồi. Xương là lớp cuối, còn thịt mình là lớp trên. Từ cái nào mềm trước, cái nào mềm trước thì mình cho xuống trước. À, cái nào mềm là mềm, cái nào mềm á, mềm lâu lâu mềm thì mình cho làm ở dưới, còn cái nào thâm kỹ thì mình để ở dưới để cho nó tiền mình lấy. Tại vì cái này mình cũng nuôi mình ít nhất. Thì mình nướng gừng ha. Dạ đúng rồi, cái này một cái cách tạo trong cái tạo mùi gì. Cái là cũng để khử mùi bò. À, làm cho vào cái nồi này. Dạ đúng rồi.
Mình giờ mình sẽ nướng lên. Trong gừng hay là hành á, nó có cái tính chất mình nướng lên để tạo giống như cái tính dầu á, tính dầu để mình tạo ra cái tính dầu. Mình lấy cái tính dầu đó nó thơm. Không nên để cho nó cháy quá. Đó, mình cố gắng mình để nếu mà bị cháy quá mình đi rửa được không anh? Dạ được, nhưng mà ý là mình để cháy xém ở lớp ngoài thôi. Nên để cháy quá nó đi vào lớp trong á, nó ảnh hưởng đến cái tính dầu, đến cái mùi hương của cái nồi nước dùng của mình. Lúc đầu mình cho lửa to lên để nó cháy xém phần ngoài. Đó, xong rồi á mình sẽ để lửa nhỏ lại. Khi đó là nó sẽ chín đều ở trong, nó tạo những dầu đẹp, nó thơm. Mình nướng vậy là được rồi anh. Dạ đúng rồi, cái này giờ mình nướng vậy là được rồi. Dạ. Mình nướng xong mình làm gì nữa anh chủ? Dạ. Cái này á là mình phải giả ra, nhưng mà giả. Mình giả nhuyễn ra. Dạ đúng rồi. Mình đập ra trong cái cối này ha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái này cái đập vội, là mình chờ nồi nước dùng á nó sôi lên, nó sôi ùng ục lên. Xong mình giả, mình mới giả để tránh trường hợp mình giả trước là nó mất cái mùi vị. Vậy là mình phải để cái nồi này sôi lên tới tầm trưa ha. Dạ đúng rồi. Sôi lên mình mới giả, mình mới bỏ vào. Ok. Tạo cái mùi thơm. Này chuẩn bị làm chả cua rồi mọi người ạ. Mình phải ngâm đá xung quanh vậy ha. Dạ đúng rồi. Cái này mình phải ngâm đá để tạo độ lành. Tại vì nếu mà thịt tươi, thịt dẻo mà không tạo độ lành tốt á, thịt nó sẽ bị khô. Ăn cũng còn dẻo nữa. Chả cua, ở đây mình sử dụng thịt ha. Dạ đúng rồi, cái này là thịt mông. Mông. Mọi người để ý phải chịu khó để sớm, ngày sớm thịt còn dẻo mới làm được. Dạ. Nếu mà thịt chết rồi, thịt khô rồi á, sẽ không làm được. Chả cua quá mình tự làm nữa ha. Dạ đúng rồi. Cho thịt vào. Dạ. Mọi người phải cắn dơ nha. Đặc biệt riêng chả không được làm lâu quá 3 phút. Dạ. Cái tôm với cua ha. Dạ, có tôm, cua. Dạ. Gia vị của mình. Và thịt cái màu đẹp ghê luôn ha. Dạ đúng rồi. Có đỏ ao. Ở đây thì có tôm, cua, cua đồng. Dạ. Cua thịt. Wow, cái màu nó khác liền luôn ha. Dạ đúng rồi. Giờ đặc biệt á, cái này là mình phải cho nước lạnh, nước đá lạnh lại. Cái này là nước cua. Nước cua ha. Đúng rồi, tàu vì cua, nước cua. Nước cua. Nước mình luộc cua ra. Dạ. Mình luộc cua ra thì nó mới tàu cái vị cua. Mọi người trộn cái gì. Mọi người phải nhấn tay lên nha. Cái này phải nhấn tay. Từng con đỏ ha. Cái đó là cái gì vậy? Cái này thịt mỡ. Dạ. Để tạo cái đồ béo. Đồ béo. Mình sẽ tạo đồ béo cho cái chả cua của mình. Mình không cho một lần vào hết một chung ha. Được không? Cái này mình phải theo từ từ. Theo từ từ như vậy á, thì nó mới đảm bảo cái thịt của mình nó ngon. Mình bỏ như vậy á, lúc đầu nó sẽ không ngon, nó không quyền được. Cái khoảng một phút. Cái là một phút rồi. Một phút là được. Dạ, là xong ha. Vậy là thành phẩm chưa anh? Được
chưa? Chưa nữa. Còn thiếu hành nữa. À, dạ. À, hành tỏi nữa là xong. Thôi, hành tỏi nữa là xong. Cố gắng làm trong 3 phút thôi nha. Mà phải giữ càng lành. Càng nhanh càng tốt đúng không? Dạ, nhưng mà phải giữ lành. Wow. Vậy là xong rồi. Wow, nó dẻo mà nó có thơm ha. Dạ đúng rồi. Nguyên tắc rất là đơn giản. Thứ nhất là mình phải giữ lành. Giữ lành cho lửa dao, cho thịt. Thịt mình phải làm thịt dẻo. Tất cả các nguyên liệu vào, cố gắng mình phải để vào tủ đông để tạo độ lành cho tất cả mọi thứ. Nó phải có độ dẻo. Cái chả cua này mình nem ra ngoài thì mình có bỏ vô tủ lạnh đúng không anh? Dạ đúng rồi. Cái này mình cân ký rồi mình sẽ bảo quản tủ đông hay là ngăn lạnh anh? Bảo quản tủ đông. Tủ đông luôn ha. Nếu mà mình để lâu. Dạ. Hoặc là mình muốn là để mà ăn liền á. Dạ. Là mình để một tủ mát. Tủ mát là được. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Wow, nó dịu nhiều luôn ha. Dạ đúng rồi. Tươi thịt nóng mới vừa. Ngày mình lừa thịt mông. Dạ. Dẻo rất là ngon. À, bây giờ là khoảng buổi chiều mọi người ơi, anh tới để mình quay cái khâu vớt thịt đó. Thì bên cạnh đó thì anh chủ đang làm tép mỡ anh ha. Dạ đúng rồi anh. Tép mỡ với sa tế. Dạ đúng rồi anh. Mình sẽ làm tóp mỡ. Dạ. Để lấy mỡ, lấy tó. Để quay cho thịt. Chia sẻ cho mọi người tham khảo luôn. Là nên chọn mỡ gáy. Mỡ gáy ha. Dạ, không nên chọn mỡ bùng. Cái mỡ này mỡ gáy là nó dày. Nó dày thịt nó có phần nạc này. Là cái tóc mỡ nó ngon. Còn cái mỡ bụng là nó tóc mỡ nó không ngon. Trời, cái này mỡ này sạch bóng luôn ha. Dạ đúng rồi, cái đó mình cũng phải sơ chế. Mình phải rửa qua muối, với giấm cho nó sạch. Thì như đã được lọc da rồi đúng không anh? Dạ đúng rồi, cái này là mỡ không thôi. Mỡ thôi. Dạ đúng rồi, cái này mỡ không thôi. Dạ, rồi. Mình cũng lấy da. Nước sôi lên xong rồi á, mình tiến hành xử lý. Dạ. Mình tích cho rượu luôn ha anh. Dạ đúng rồi, để khử mùi cho nó mỡ. Dạ. Cái cốc mỡ mình nó không bị hôi dầu á. À. Vào ít hành hương đập dập. Hành hương đập dập. Một ít muối hạt. Và đặc biệt là cái này phải có rượu. Dạ. Cái này luôn á. Dạ vâng, nó khử mùi rất là tốt. À. Nó tánh á. Tránh là cái nó còn dơ, cả cái khuẩn, cả dơ, chất dơ. Nó làm thứ nhất là cái tóp mỡ mình á, nó không có đẹp, không có trắng. Thứ hai á, là nó không có gây mùi, mình bảo quản được lâu. Mình luộc tóp mỡ lâu không anh? Dạ không, cái này mình luộc sơ thôi nha. Cho nó săn dạ, đúng rồi, cái này mình luộc sơ qua thôi. Tầm khoảng 2-3 phút là được. Xong mình vớt ra. Mình đi rửa lại. Rồi mình bắt đầu mình cắt. Mình cắt hạt lựu á. Để mình bắt đầu tiến hành làm tóc mỡ. Giờ bỏ vào cái miếng tóc mỡ nó săn lại ha. Dạ đúng rồi. Cái này chất dơ nó ra với lại là hai nó săn lại. Mình cắt nó cũng dễ. Còn nếu mà mọi người mà để tới cắt á thì nó rất là khó. Trời, ăn tô bún bò thôi mà cái khâu tấp mỡ cũng quan trọng lắm á mọi người. Dạ đúng. Tấp mỡ sa tế. Đó, mình cho một muỗng vô ha cho nó đậm đà thơm ngon lên. Cũng nhanh ghê, vậy là xong rồi. Vớt ra. Dạ. Sau đó khi mình được 3 phút thì mình vớt ra. Vớt ra rồi rửa lại. Mình rửa lại. Một là cho nó sạch, hai là nguội để mình dễ cắt. Dạ đúng rồi. Cắt món thịt hay là viên về cắt món thịt thì mình sau khi mình xử lý xong mình phải rửa lại, tại vì dớ nó bám ngoài cái bề mặt. Dạ. Nó tiết ra, nó bám vào bề mặt thì mình phải rửa lại. Ui, nó còn lớp thịt ở ngoài nữa ha. Dạ đúng rồi. À, phải công nhận anh luộc tóp mỡ thơm. Mình làm như vậy sống á thì nó cũng còn mùi dầu nữa. À. Khi mình làm tóp mỡ lên nó rất là thơm. Nó trắng, nó thơm.
Wow, hay quá. Còn khủng thì cái tóc mỡ mình nó sẽ bị đen và nó sẽ bị hôi dầu. Rồi giờ mình đi rửa anh ha. Dạ đúng rồi, giờ mình tiến hành mình đi rửa. Cái nồi thịt xương mọi người. Đèn soi được một xíu nữa thì mình sẽ quay giữa cho người xem. Và cái khâu mình thấy cái khâu ở quán này rất là hay, đó là nước. Không phải là nước đơn thuần mà nước đậu đen mình rang mình nấu lên vậy ha. Đó, rất là ngon luôn nha, nước ở đây rất là ngon luôn. Ăn tô bún bò với sơ tế cay cay. Một khâu đang rửa tách mỡ để lên mình sắt mọi người. Rồi bây giờ là sẽ sắt tách mỡ để làm công đoạn tiếp theo. Có một chị sắt một chị chủ với mọi người. À sắt thắt lụ ha. Vậy nó cũng mùi mùi ra dễ sắt. Dạ. Nơi nó cái mỡ nó cứng hơn nên nó dễ sắt hơn. Mình sắt xong mình làm tới công đoạn gì nữa chị? Dạ, mình rạo luôn đó anh. À, có cái chảo sẵn luôn nè ha. Dạ. Mỡ này mình phải chọn mỡ gãy nha. Mỡ gãy nó mỡ nhiều với lại cái mỡ nó giòn á. Thơm đây thì sắc luôn, rất thơm. Rồi xong rồi ha. Giờ mình chuẩn bị mình làm công đoạn tiếp theo nè mọi người ạ. Wow. Làm cái công đoạn á là mình rán tóc mỡ. Như tóc bả. Thường mình rán tóc mỡ là cái tóc mỡ nó rất là hay bị dính cái chảo. Nó dính. Đó thì có một cái mẹo nhỏ thôi là khi mình rán á, mình cho ít nước lọc vào. Nước lọc ha. Dạ đúng rồi. Quý vị đừng có sợ là có nước vào là nó sẽ đồng nước, không có. Nước sẽ bay hơi hết. À. Nhưng mà cái này á là nó sẽ không bị dính chảo. Không bị dính chảo. Nhưng mà cái cách mà bỏ nước lọc vào thì nó rất hay ha. Mẹ tóc mỡ của mình á nó vàng đều đẹp ngon thì nên bỏ lửa vừa, mức độ vừa phải thôi, không nên to quá. Mình chịu khó mình đảo nhiều một xíu, đều tay đảo nhiều liên tục để cho cái tóc mỡ á nó bắt đầu nó đều, nó vàng đẹp. Hay quá ha. Dạ. Rồi để xíu lâu mà để hoàn thành cái chảo này khoảng bao lâu anh ha? Dạ tầm cũng không lâu lắm, nếu tầm khoảng từ 25 đến 30 phút. Ờ, cũng lâu rồi chứ. Dạ thì cũng món ăn nào phải cũng vậy, mình cần thời gian. Cố gắng mình đảo đều, mình đảo liên tục, lửa vừa thôi. Mình không nên làm cái lửa nói như là quá to. Và to thì nó sẽ bị cháy xém cái phần trước, nhưng mà cái phần khác nó chưa cháy đó. Làm cái tóc mỡ mình nó không được ngon đó. Mọi người thấy là cái chảo hoàn toàn nó là không bị dính, không bị dính chảo. Hay kìa, bắt đầu ngay kia xèo 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 lên. Dạ, đó là cái hơi nước nó sôi lên. Giờ thấy nó ra nước nhiều rồi nè. À dạ đúng rồi. Giờ là tóc mỡ nó tới được khoảng 80-90% rồi. À. Để cái tóc mỡ nó thơm thì cho vào. Có hành tím hả? Hành tím. À. Không đập dập nha. Còn cái nguyên này, củ luôn. Dạ đúng rồi, để nguyên củ. Và đến khi mình tiếp tục, cái này giờ mình cho nhỏ lửa thôi. À, nhỏ lửa xuống đây mọi người. Nhỏ lửa thôi. Dạ. Rồi bắt đầu mình tiếp tục mình đạp đều tay. Để khi nào là cái hành nó vừa vàng tới, rồi cái tóc mỡ nó vừa vàng tới là ngon. Đây là cái ní là chứ là nó vàng vừa tới rồi nè. À, mình không làm nó quá không nó. Đúng rồi, giờ mình giờ bây trừ á mà mình làm quá lửa á thì nó sẽ bị cháy. Dạ. Nhưng cái này là một xíu nữa là để là nó đạt được 100%. Này giờ 80-85-90% thôi.
đường đỏ thôi, giờ cùng về thôi mọi người, nhưng mà có đều đỏ hơn. Dạ. À, giờ đứng đỏ giờ luôn đó. Dạ, đứng hay lâu ta mở được rồi, bây giờ sẽ cho qua cái khay này. Tắt tắt mở đó, tắt mở rất là khi mình sới qua xong thơm ghê luôn á. Cái dầu nó rất là trong, nó trắng, nó không bị đục cái dầu. Mình sẽ tạo lại nếu nó đã ra. À, cái chảo, cái chảo này hoàn toàn không bị dính luôn. Mình để ngơ hoàn toàn mình mới cho vào rồi. Cái hũ keo ha. Dạ đúng rồi. Rồi. Khi đó mình bảo quản ở trong ngăn mát để mình ăn dần. Mình tận dụng cái mỡ nãy để mình làm sa tế luôn mọi người. Cái mỡ nhìn màu rất là đẹp luôn. Bắt đầu làm khâu sa tế. Cái đó mình cho xả vào chị ha. À, để dầu nóng cho xả vào. Nên khi xả à. Canh lửa ha. Xem cho nó dính cái xả nó vàng vàng lên là được đúng không chị? Nó căng nó vàng. Này đây có bột ớt. Cái này mình sử dụng bột ớt gì anh ha? Có quế luôn hả chị? Wow. Rồi xả bắt đầu thơm lên rồi. Dạ. Xả mà như thế này là được này. Nó sẵn nó hơi vàng vàng. Lại. Dạ. À, vàng vàng rồi ha. Rồi giờ mình tới công đoạn tiếp theo. Dạ, công đoạn tiếp theo đó là bỏ ớt bột mọi người. Câu này khá là nồng luôn. À, cái màu đỏ đỏ là từ cái màu ớt này ra chị ha. Rồi. Hai bịch luôn. Bột rồi. Wow. Ôi đứng xa mà còn nó có cay ghê luôn á mọi người. Ồ cái ớt này nó nồng quá. Đây mình đảo cái nào thì mình cho tách mỡ cho được hả chị? Dạ, đảo trong khoảng 4 đến 5 phút cho cái nào cái ớt này nó thật điều gia vị. À cho nó thấm đều gia vị luôn ha. Mà cái công đoạn này mình đang để lửa nhỏ đó đúng không? Dạ đúng rồi. À. Lửa to là nó chạy khi giữa đúng. Gia vị nó mình đã không kịp là nó sẽ cháy. Dạ. Ớt nó còn máu chạy nữa. Ở đây được cái là cái cái sa tế nó nằm chung với tấp mỡ luôn. Yeah. Trộn chung luôn mọi người. Vậy là sắp được chưa chị? Dạ, xíu nữa. À, trộn cho nó đều đều rồi ha. Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ 5 giờ chiều luôn đó mọi người. Cái tách sa tế cũng xong rồi nè. Từ cái màu đẹp, bột bẹt thơm nồng á, mình mới thử một cái rất là cay luôn.
Rồi, cảm ơn chị chủ đã quan tâm. Dạ. Nó hòa quyện với nhau đều rồi. Rồi, cái câu thịt hủ khuya mình quay cho mọi người nè, bây giờ chín rồi nè mọi người. Cái này là gân nè. À, cái gân là mình bỏ trong cái sọc sọc. Sợ bị nóng nè. Wow. Cái nước của mình nhìn nó đẹp óng ánh luôn ha. Màu vàng cánh gián à. À, ra là mình phải ngâm nước lạnh liền ha. Dạ, ngâm khoảng 10 đến 15 phút. Cái này là làm cuộn. Rồi hấp dẫn. Này xương bò. Xương bò này bệnh luôn rồi. Này là mình dùng đấy đó. Cái nước chùm. Cái này là từ một lúc. Cái xương ống này thì mình hầm tiếp tục tới khuya mình mới bỏ hả chị ha? Dạ, đây cái quy trình nó hàng ngày như vậy mình. Bỏ cái xương ống này. Hiện tại giờ là mình đã tắt lửa chưa anh? Chưa. À chưa ha. Cái lửa này nó sẽ đỏ. Tới 20 tiếng hả? Dạ, 20 tiếng nó nhiệt nóng cao đến, dạ. Đến sáng mai. Tới sáng mai luôn á. Có nghĩa mình lấy nước ra, mình chuẩn bị, mình chuẩn bị nó đỏ, dạ. Tiếp. Đỏ. Cái đỏ mài. Cái tinh tí cái nước dùng nè mọi người. Đại kia nè. Sao cái gà mình phải để riêng anh ha? Dạ, để cho nó dễ vớt á. À. Tại vì sử dụng cái lưỡi mình nhiều. À, mình vớt nên nó hơi khó. Thì mình để ở trong cái nồi nóc này á. À. Mình thấy cái gà nó có cái túi vải nữa ha. Nên mình có cái túi gà cái inox luôn. Chưa được cho con lại. À, rồi. Rất là hay. Rồi, cái này là giờ mình sẽ ngâm. Mình khi nào mình lấy ra được tầm 10 đến 15 phút. Khi tinh ngâm con xương xỉu mùi lên mình chặt ra. Cái bắp còn đang sôi nè. Cái sữa bị vậy thôi. Rồi, ok. Rồi. Thịt xương mình ngâm nó nguội rồi, bây giờ mình vớt ra chị ha. Mình vớt ra là mình sẽ bảo quản như thế nào chị? Dạ, mình vớt ra mình rửa như này nè. Để ráo, thật ráo rồi mình bỏ vào bảo quản tủ lạnh nha. Còn cái khuy cái mình hầm lại một lần nữa cho nóng. Dạ. Để vào tủ lạnh đó, em để vào cái tâm đồ đó, lạnh vừa phải chứ không phải là đông đảo nữa nha. À, lạnh vừa phải mình đảo về cái thịt tươi mới với thịt. Dạ. Mình bỏ con đúng rồi, nó đúng luôn á, cái máy lên luôn, à. Nó rất là khô. À, hay ha. Mình sẽ rửa lại nữa. Dạ, tôi mặt cái cải đây nè, đó, mình như cái này nè. À. Ngâm được rồi, rửa lại. Mày lên nó đẹp lắm. Cái gân bây giờ nó cũng mềm luôn rồi ha. Dạ. Dứt thịt, dứt gừng, dứt xương. Rồi, sẽ bảo quản vào ngăn lạnh. Cái quy trình gì đó mọi người. À, thì đó, cái quy trình mình quay cho mọi người tham khảo ra. Wow, vẫn còn hơi nóng nè. Rồi. Giờ là... cái này công đoạn mình đang vớt xương hả chị chủ ha? Dạ, cái này là xương ống. À, xương ống giống như nãy mình xử lý là mình để cái xương này là sau 20 tiếng rồi đúng không anh? Dạ,
20 tiếng rồi đó, bây giờ mình sẽ rớt bỏ. Và cái nước này là để mình sử dụng nước dùng bún bò. Trời ơi, nó rụt ra gì luôn ha. Cái tỉ bây giờ mình chỉ bỏ thôi. Tinh tí cái nào cũng mòn mình nó nằm trong cái nước này hết rồi. Cái nồi này là mình hầm hôm qua đúng không chị ha? Dạ đúng rồi, dạ. Sáng hôm qua luôn á. Sáng hôm qua. Dạ. Nay dân được một con lắm á. À. Còn cái nồi bên em nghe mùi thơm lắm nè. Dạ, bên em nó mới ruột. Nó ruột, dạ. À, nó ruột mình đang nấu lên nè. Ruột này em đem tôi ngon Huế vào đó. Ruột Huế luôn ha? Dạ. Đó con biển con Huế đó. Trời ơi, nó thơm. Thơm phức luôn. Dạ. Sau khi dỡ xương xong thì mình thấy chị đang cho nước dùng vào cái nồi này. Cái nồi này đặc trưng của người Huế đó. Dạ. À, mình phải lọc nước ra vậy hả chị ha? Dạ. Thôi giờ mình đặt cái cần đó nha. À. Là cái nước này đã là nước dùng cuối cùng để mình bán ra cái nồi bún bò rồi ha? Dạ, đúng rồi. Cái này là nước của con nước. Trời ơi, thơm ghê. Xương vùng á, hơn nó rá như vậy đó. Wow, cái nồi. Cái nồi thứ hai. À, vậy là mình được hai nồi. Dạ. Hai nồi vừa. Cái bếp kia xử lý xong cái mình cho cái nồi lên ha. Dạ đúng rồi, cái nồi. Wow. Cái nồi nhìn rất là bắt mắt luôn á. Dạ, cái nồi đặc thù. Dạ. À, mình có cho lửa luôn không anh? Dạ, chưa. À, chưa. Mình sẽ cho giò vào. Dạ. À, cái giò là mình sẽ cho vào đây. Rồi rửa trắng bóc cái giò luôn. Dạ đúng rồi, khi mình ngâm rửa qua nước muối đặt cái tiết. Cái giò này mình hầm lâu mà. Dạ, khi mà nước sôi lên á thì hầm tiếp khoảng 1 tiếng đồng hồ. Dạ, và mình sẽ vớt ra. Ừ. Dạ. À, vớt bọt ra cái đó hả chị? Dạ. Trời, cái nồi vớt bọt này cũng kỹ. Hai cái nồi nước dùng. Dạ, cái này cái nồi này bên này em bỏ thì dạ, thơm ghê. Cái thịt này là mình nấu trước một ngày hả? Dạ đúng rồi, cái này mình luộc được một ngày. Cái giống như là... Hả? Gừng. Cái này gừng ý ra gừng này ở xương ống em lóc ra đấy. Dạ. Dạ. Đó, bún bò thì không ngờ thiếu xả nữa. Giờ sẽ đập ra. Trời, cái xả to không ạ? Mình dùng từng dùng cái thân xả luôn. Mình khô cái xả lại. Không, cái này mình phơi khô xong phơi khô nước. Dạ. À, chứ em lấy cái thân xả mà mình không xử lý thì khó cột. Dạ. Hay ha, cái này nó hay nè. Thì mình sử dụng luôn cái thân xả nó vệ sinh luôn ha. Yeah. An toàn. Cái nồi nước mình nó thơm, nó không bị đắng á. À. Thì cái phần xả này
mình phải cắt bớt cái bỏ cái phần gốc, tại vì phần gốc đó, nó rất đắng, nó hầu vì nó sẽ đắng. À, dạ. Thành ra muốn cái nồi nước mà không thơm mà không bị đắng á, thơm mà thì, không bị đắng, đúng rồi, thì mình phải cắt bỏ cái phần gốc đi. À. Mình không nên tét cái phần đó. Dạ. Dạ đúng rồi. Gì? Thấy cây xả nó ngắn quá. Dạ, đúng rồi. À, nó hơi ngắn một xíu. Dạ. Hơi khí một xíu. Vậy thì mình cắt bỏ cái gốc rồi. Cái nồi, tại vì cái nồi nước đẹp, cái nồi nước nó ngon á. Dạ. Mình phải. Nhưng mà mình à, mình cho càng nhiều xả càng tốt không anh, hay là nó chỉ đúng liều lượng thôi? Dạ, cái gì cũng phải cần một cái liều lượng nhất định. À, cái gì nếu mà mình quá thì cũng không thể. Có phải tác dụng ha. Dạ, đúng rồi, cái nó cũng còn tròn vì. À. Món từ bỏ xả luôn, đẹp ghê mọi người. Tiếp tục xử lý cái nồi nước lên mọi người đây. À, mình cho cái nồi ruốc vào đây. Nãy mình xử lý cái này, giờ mình đổ cái nước cống vào thôi, chặt cái phần càng đi. Thơm ghê rồi hả chị? Vì cái phần càng nó ra sẽ đứng ăn bột nước rất là nhiều. Thường ở Huế thì nó bún bò là họ bỏ một lượng ruốc rất ít, chứ không phải giống như ở trong đây. À. Yeah. Nhưng mà gốc Huế là mình ít cái ruốc này hơn. Dạ yeah, đúng rồi, có thể là rất ít ruốc luôn. Mà phần càng mình bột ruốc đi rất ít. À, cái cặn đó mọi người. Dạ. Bỏ đi. Wow, chuẩn bị nguyên liệu rồi. Tôm. Cái bột này vào bột sẽ rất là nhiều nếu mình phải vượt bột liên tục nha. À, rút hai nồi. Cho cô hành vào vậy ha. Dạ, vào. Hai củ. Nó thơm nó ngọt chưa? Wow, cái thơm luôn. Dạ, có thơm nào. À, cho nó ngọt nước nha. Dạ. Khi nào mình cho xả vào được chị? Dạ chưa, à, xả là mình phải để cho nước sôi khi nãy mình. À, nước sôi rồi mới cho vào. Cái túi gia vị đó mọi người. Dạ. Đây là gia vị nêm nếm mọi người. Gia vị nó phải hoa tán như là cái đỏ, nó cuồng là gia vị nó cuồng là nó cái gia vị nó cõi, nó dẫn dưới đây thôi á, nó sẽ bị chảy, bị khẹt. Mình hoa tan, nếu mà nó không tan, nó làm bị đứt nồi, nó bị cháy. Lửa to nó sẽ bị khẹt. À, nước nó sôi các bạn cho xả ha. Dạ, cho xả vào. Ồ, cái nồi nước dùng đúng chất lượng luôn. Rất là đẹp. Đẹp mát và thơm nữa. Sáng nay thưởng thức thôi. Anh đã nghe mùi thơm rồi hả? Thơm chứ. Dạ. Thơm hết con hẻm này luôn. Một cái này tròn. Cái nồi này em cũng đặt ở ngôn nghĩa vào. À. Cái nơi này họ làm bằng tay luôn á. Bằng tay luôn hả chị hả? Họ đặt bằng tay. Nơi này làm bằng luôn. À, chị thấy có được đường rồi không? Dạ. Thơm quá. Giờ là mình chuẩn bị vớt giò anh ha. Dạ đúng rồi. Dạ.
Rồi thơm quá. Thơm ghê luôn á, khói bốc lên rất là thơm luôn rồi. Bớt giò ra mình phải cho cái nước mình sướng vào liền, nếu mà để hở gió cái giò nó sẽ bị đen. Cái này là mình nước hầm xương á. Đúng rồi, nước hầm xương. Một nồi bên giò, một nồi bên thịt, chuẩn bị vớt thịt luôn rồi. Thịt cho vào đây. Thì mình ngâm với nước lạnh ha. Dạ, đúng rồi. Còn giò thì mình ngâm với nước hầm xương. Dạ, thịt mình ngâm lại cho nó thấm sơ qua lại để nó khỏi đen. Mình cắt nó cũng dễ. Dạ. Mình làm thì cái sườn này giờ mình cũng cho vào cái nồi nước cho nó nóng lên hay nè. Dạ, đúng rồi, cho nó nóng ngấm giờ lại nha. Thì dạ, cái sườn cũng giống như thịt này nè mọi người. Ngâm xíu bây giờ dỡ ra chuẩn bị sắt luôn rồi. Dạ. Để cho nó chặn thôi nó đẹp. Thử dỡ là nó đen lên. Dạ. Sáng là mình rồi ăn cái này cảm thấy rất là mát mọi người. Trên mỗi bàn đều có đầy đủ hết ha. Dạ đúng rồi. Rồi ớt thì còn này sa tế ha. Dạ, sa tế tóc mỡ. Wow, đẹp. Hấp dẫn. Đây có một kỳ vô rau để mình quý mình bán đem về ha. Rau tươi ghê luôn mọi người ơi. Từng bịch. Bột vào trong một phần hả chị ha. Còn chị là người Huế luôn hả chị? Ừ, chị. Dạ. Đây, chị chủ đang chuẩn bị sắt rào. Cắt ớt. Còn rau này là mình để mình cắt luôn hả chị ha? Có hành, rau răm rồi nè.
cái này là sắc rau ha. Mình để cắt mỏng nhỏ vậy luôn hả chị ha? Dạ. À, mình cắt mỏng gì thì mình không đeo bao tay được rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Đeo bao tay là cái đi lủng nó dính vào luôn. Dạ. Công đoạn này thì không mang bao tay được rồi, nhưng mà được cái vệ sinh tay nó sạch sẽ là được rồi. Mình để cắt mỏng là do là cắt mỏng. Rồi, từ từ. Dâu nó ra nhiều nên nó thơm hơn, con cắt sợi nó lên ít. Mà xương quy một mâm xương thịt luôn à. Giờ mình chuẩn bị mình cắt thịt nữa anh ha. Dạ đúng rồi anh. Em để cắt hành chanh xong rồi mình sẽ cắt cái này. Wow đã ghê. Cái này là nồi huyết anh. Dạ đúng rồi, cái này là huyết bò. Huyết bò. Cái này bò. Huyết bò. Nồi này là mình sơ chế quá trước. Dạ. Để cái màu tiết rồi chất dơ mình vớt hết. Xong rồi từ đây mình sẽ bỏ qua cái nồi chính của mình. À, một xíu mình cho vào nồi nữa ha. Để tránh trường hợp nó làm đục nước, đén nước. Dạ. Cái này bọt lên chừng nào á mình sẽ vớt bọt. Tạo cái nồi uống nó rất thơm thì mình bọt nên mình phải vớt hết. Ok, trong cái tô của mình là có cái huyết này không ạ? Tối nào cũng có cái quán. À dạ. Rồi cơ bản thì nồi bún bò thì cũng sắp hoàn thành rồi kìa. Mình 90 thôi. Bây giờ cái khâu có là mình chuẩn bị làm chả cua chị ha. Dạ đúng rồi, cái này nó lại dư nó bắt đầu thả chả cua. Thả chả cua vào nè. Đó. Wow, cái nồi nhìn nãy đây luôn. Chả cua nữa là được rồi đúng không chị? Dạ đúng rồi, chả cua xong rồi. Thơm ngon mà còn đẹp mắt luôn rồi. Rau thì chị này vô sẵn rồi mọi người. Cái dĩa trắng là dĩa hai người hả chị? À, hàng chị thấy là dĩa to, còn dĩa xanh là dĩa một người. Có chanh nữa hả? Trời, quá đã luôn. Bây giờ chuẩn bị cắt thịt rồi mọi người. Sắc thịt à. Bây giờ cứ gừng trước nè mọi người. Dạ, cái này là gừng y ạ. Gừng thịt. Thank you.
này là gừng gừng lóc. Cái đó là cái gì chị? Dạ gừng lóc đó anh. Này gừng này chỗ đường phố này họ lóc ra làm gừng. À, gừng này chắc giòn lắm ha. Dạ đúng rồi, gừng này nó ngon. Vừa có gừng vừa có thịt á. Dạ. Dạ. Cái này gừng này cũng luộc nhanh mềm hơn gừng này. Dạ. Cái màu của nó khác nhau nữa. Dạ. Tô gừng không là 30 hả chị ha? Dạ, anh bảo bình thường là 30. Dạ, thịt dạ. Không gừng không là 30. Dạ. Giò cũng 30 luôn. Dạ. Xương sụn cũng 30 luôn. Dạ. 30, 35, 45, 60. Dạ, tuy là... 35 là mình được 2 món hả chị? Dạ, 35 em được 2 món. À, dạ. 30 là 1 món mọi người. Còn 45 là đầy đủ hết luôn. Dạ, 45 là đầy đủ có xương hoặc đầy đủ có giò. À. Còn bên phần tóc tính thì là 60. Dạ. Dạ. Còn hết cái mâm của mình là 60 ngàn. À 60 này có tái chưa? Dạ có. À có luôn. Dạ. Tại nam gứng trà do xí mắt xương. Bắt. Đây 45. Có tô em bé 25 ngàn được. Dạ. Có một cái đường gân chính giữa ha. Dạ. Bắp này gọi là bắp hoa ha. Rồi, thật tình thơm ghê luôn. Bắp đó có mùi thơm đặc trưng lắm. Dạ. Dạ tâm làm. Làm này là làm cổ. Làm cổ hả chị? Dạ, làm cổ này là vừa cái thịt nó mềm. À. Nhưng mà nó cũng vừa có nạc vừa có gừng nữa. Cái làm ve thì nó gừng cũng nhiều hơn, gừng nó cứng. À, thật từng đường luôn ha. Có một cái bình sắt đầu tiên mọi người ạ. À, mình trụng bún là có cái nồi riêng đó mình đó ha. À. Ơ, được cái đóng này em đi. Trụng như này mới nhanh. Dạ. Trụng như này, cái chỗ đó thì nó hơi chậm. Mình đang chuẩn bị làm cái tô gì vậy chị? Dạ, em làm tô tại Nam Gương Trà. Tại Nam Gương Trà. Tô 45 ngàn đúng không chị? Dạ, tô này 35 thôi anh. 35 thôi? Dạ. Tái nào nguyên chả? À, có giò hoặc có xương mới 45. Anh dạ định ra. Còn chả cua đó là tô nào cũng có hay sao chị? Ừ, dạ không, chả cua đó là họ yêu cầu em đó. À, yêu cầu mà có. Còn huyết thì tô nào cũng có. Dạ đúng rồi. Ừ, rau đầy đủ luôn rồi. À, mình ăn sữa thơm này đó. Rồi bây giờ là tiếp tục một tô đặc biệt chị ha.
Đặc biệt đây là 65 ngàn là có đầy đủ hết. À, 60 thôi. Rồi đứng nghe cái nồi này thơm quá mọi người. Cái tô của mình tô nào cũng bự và to ha. À, cái xương đó mình phải trụng lại nữa ha. Cái xương nó bự nha. Ở ngoài có bàn và ở trong cũng có bàn luôn. Ở trong nhà mình thấy được hai cái bàn. Anh chủ vẫn còn đang chuẩn bị rau nữa kìa. Đó, trời ơi, đã luôn mọi người ạ. Tô 60 ngàn nè. Nhìn vô thấy thơ thật không luôn á. Chia dư lại. À, gân đầy đủ. Nó tái luôn đó mọi người. Tô này đúng chất lượng luôn nè. Wow. Chị Ngân ơi cho anh cái. Ồ, tái này mình cân lên hả chị? Dạ, cân nó chỉ sẵn lắm. Chứ à. Khi em làm bên bọn cũng vậy là nó hãy bị xế xích lắm. Này là mình làm một phần bao nhiêu hả chị? Dạ, em đây em đang phun 35 lên. 35? Tại cứng cái chà. Tái gân chà. Thơm ruốc nè, thơm xả nè, thơm mùi rau nè. Giờ mình bán tới buổi sáng thôi hả chị ha? Dạ, em bán buổi sáng thôi. Rồi mình bán tới mấy giờ chị? Dạ, tới 12 giờ đó. 12 giờ trưa. Này chắc mình có app gì chưa? Dạ, em có app Grab by Min, Shopee. Yeah. Shopee Food ha? Dạ, đúng rồi. Em thấy có cái số ngày tấm bảng này là cái số điện thoại của mình đúng không? Dạ, cái số đó của em đúng không? Dạ, đây một số điện thoại đồng nghiệp. Cái này em chuẩn bị sẵn. À, chuẩn bị đem về. Mang về. Dạ. Một hành tây cầm nhấn nó thơm, thơm nồng vậy. Đó là tô gì vậy chị? Dạ, cái này tô bình thường á. Tô bình thường. Dạ. 30 ngàn ha? Dạ. Ờ, đồng quay. Dạ. Dạ. Còn quay YouTube. Ai của em á chị? Anh trai. Và tô 30 ngàn cũng chất lượng ấy chứ. Vừa có bắp vừa có gừng. Dạ. Bắp gừng.
rảnh thì ba tao về nạn nha. Nam cứng thế nam cũng cốt. Nãy là mua đem về nhiều rồi. Dạ. Hạ mà gân mềm mềm á. Dạ còn gân mềm không nhá, gân mềm ngon lắm. Dạ. Chứ cứng thôi cái ông này. Dạ. Mấy gân mềm mềm. Chúng ta mua đem về nhiều vậy ha. Dạ, đúng nhiều. Cho nước nhiều nha. Dạ. Nước nhiều cũng khoảng 30 luôn hả chị? Dạ. Quá rộng rãi luôn. À, tô kích cỡ nó bằng nhau hết luôn hả chị? Dạ. Đây là cái tô 45 nghìn. Dạ, 45 có giò. À, mình bọc lại nó kỹ ha. Trụng lại nó cho nóng nó luôn. Được 2 viên chả cua luôn hả chị? Dạ. Miếng nạm, miếng bắp. Gân là có được 2 loại gân luôn. Dạ, gân trống thôi, gân y cái này, gân lấp. À, 45 là có thêm cái tái nữa ha. Dạ. Chất lượng rồi. Trong ba nhà thì có 2 cái bàn, ở ngoài thì mình thấy cũng có bàn, ở ngoài thì người ta ngồi thích ngồi ở ngoài hơn đó. Đặc biệt mình thấy có một cái thùng nước mà miễn phí đó. Được, cái hẻm nó rất là to. Ủa, 2 tô giò luôn hả chị? Dạ, tô này bên cô Bình Dương ăn. 30. À. Dạ. Cũng sắp tới giờ cao điểm luôn hả chị ha? Dạ. Thương 7:30 đã bắt đầu. À, dạ. Thơm quá. Vì khách này nó thích ăn huyện, nó sẽ bỏ hả chị? Nó còn gà luôn không được. Thank you.
Bây giờ dậy sớm rồi, rất là đói bụng luôn. Một tô bún bò bên kia, một tô bún bò 45.000 thôi. Đây là trên tổng quán ở trên cái bàn nè. Mình thấy sạch sẽ vệ sinh. Đó, đũa muỗng. Đũa muỗng mọi người thấy nè. Một tô 45.000 của mình. À, bên ở dưới mỗi bàn đều có cái sọt rác, mọi người rất là kỹ luôn nha. Đó, quay kỹ cho mọi người xem. Rau củ hành nó ngay để nó ngay cái mùi đó, nó rất là thơm á. Nước rất là đẹp luôn. Đó. Mình ngửi rất là mùi ruốc nè. Mùi xả nè. Đó. Một tô bún bò cực kỳ chất lượng luôn. Mình hấp cái nước đi. Đó, mọi người thấy phi giờ mình quay hấp dẫn chưa? Nước nguyên bản trước đi ha. Trời nó nóng. Cái mùi thơm thơm cay cay á, nó nồng lên mũi mình. Wow, đậm đà ghê luôn. Ghê thơm rồi ruốc luôn. Wow, xúc sắc. Cho sa tế vào. Giờ mình thêm cái cay. Ai muốn ăn chua thì mình cho một chút chanh vào. Tại mỗi bàn đều có chanh nè. Đó. Không biết sa tế cay không, mình cho nhiêu đây thôi. Tấp mỡ nè. Tấp mỡ sẵn trong sa tế luôn. Trời. Đó. Đây. Để xíu mình chấm thật đó mọi người. Cho rau vào đi. Rồi rau này tươi. Ăn chắc giòn lắm. Đó, hết thì mình cho thêm. Thì chua chua nhẹ mình cho thêm một xíu chanh. Có nhiều bạn thì không thích ăn chanh đâu. Rồi. Quá bún bò trong hẻm, nhưng mà mọi người thấy cái hẻm to ghê không? Hẻm này sẽ hơi được. Đó, ai thích ăn bún bò thì mình có thể ghé qua mình trải nghiệm thử. Cho bụng cái bụng. Ồ, cái giò bự hơn rồi. Đây mình kéo một bờ để mình thưởng thức. Quá đã luôn. Trời ơi, cây cây. Giờ bắt đầu mình ăn thịt nè. Một miếng nạm. Tường. Rất chắc thịt luôn. Này những cái bắp mọi người nè, cái nạm này là cái bắp. Đó, có cái đường gần dinh dưỡng nè. Chấm miếng sạch tế. Đãi giờ mọi người. Cái chà cua ở đây nữa nè mọi người. Cho mình thử coi. Cách làm chả cua cũng rất hay luôn. Rất là mềm và dẻo.
Đặc biệt là thơm cua mọi người. Thơm. Thì mà huyết bò nó bự. Trời, ăn cái giò nữa, giò bự mọi người. Đó. Thích nè, chấm với cái này đi ha. Cắt mềm trắng là da chỗ này nữa. Còn béo luôn. Một tô bự mọi người, ăn nửa tô mình thấy cảm giác nó gần no rồi đó. Ăn hết nữa chắc no, nó căng bụng luôn á. Về trong video ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ cho anh chị các bạn về cụ thể về bún bò Huế nha, của hai vợ chồng, rất là dễ thương mọi người. Anh chị các bạn mình nếu mà yêu thích cái món bún bò thì mình có thể ghé qua trải nghiệm thử. Hơi xa trung tâm xíu nhưng mà rất là đáng thử luôn. Quán chỉ bán vào buổi sáng thôi. Còn bây giờ xin mấy ba bạn gặp lại hai vừa bao nhiêu video tiếp theo. Quên nữa, kênh mình có tổng hợp chuỗi bún bò Huế ở Sài Gòn, người xem ở phần bình luận đầu nha.